Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng say xỉn lúc nửa đêm, đăng đàn, tuyệt vọng, khiến CDM xôn xao. Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải hình ảnh say xỉn không đứng dậy nổi, còn đăng đàn tâm trạng khiến loạt sao Việt và khán giả không khỏi chú ý. Cách đây ít giờ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái dài đính kèm hình ảnh ngồi, ôm, chai rượu đã vơi đi khá nhiều. Anh tâm trạng viết trên trang cá nhân. Đường sương gió qua bao ải nhạt, cớ sao buồn tâm loạn trời đêm. Từng người tình như con gió nhỏ, bỏ lại ta không chút ngập ngừng. Từng đêm ngỡ đã thôi buồn bã, ta đâu ngờ số chẳng buông tha. Niềm vui ta chết non tội nghiệp, nghe nhịp buồn rát díu lên ngôi. Nếu biết say sẽ là không nhớ, ta ngại gì không chuốc tình quên. Vẫn đủ sức viết để cô sai chính tả, vậy là cô đờ si tính là say, đúng không mọi người? Vậy mai sẽ cố ý viết sai cho em En biết mình không tình. Còn biết up hai trang là chưa chết. Ngay lập tức, phía dưới bài đăng, nhiều sao Việt đã bất ngờ hỏi han nam ca sĩ. Nam diễn viên ra bảo, ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ khi thấy Mr. Đàm uống rượu và khẳng định anh không biết uống. Người bạn thân Vũ Hà cũng được dịp trêu đùa khi thấy bạn của mình say xỉn. Bên cạnh đó, khán giả cũng vô cùng lo lắng khi rạng sáng mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn ngồi uống rượu như vậy. Nhiều người liên tục hỏi han và mong nam ca sĩ có thể lấy lại tinh thần cũng như vui vẻ, lạc quan như thời gian vừa qua. Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ trên trang cá nhân một bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của mình sau những ồn ào nghệ sĩ thời gian vừa qua. Anh cho biết bản thân mình đã nhẫn nhịn rất nhiều nhưng lòng tự trọng và tự tôn của anh cho phép nam ca sĩ phải lên tiếng trước sự việc. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng thời gian qua giới nghệ sĩ liên tục bị nhiều thành phần chỉ trích vô cớ. Vài tháng qua họ đã giả vờ khoác vội lên mình một chiếc áo vô cảm, một cái nón thiếu tư duy, một chiếc dù bội bạc và một đôi mắt kính nhẫn tâm, nam ca sĩ chia sẻ. Anh cũng chia sẻ ba quan điểm chính trong dòng trạng thái của mình. Thứ nhất, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng nghệ sĩ không đắc tội gì với những thành phần công kích nhưng lại liên tục phải nhận, gạch đá do họ tạo ra. Thứ hai, anh nói rằng việc NT tuyên bố không cần nghệ sĩ, âm nhạc là một điều sai lầm. Mr. Đàm cho rằng con người ai cũng đã từng sống trong âm nhạc và lớn lên qua lời ca tiếng hát. Thứ ba, anh nếu rõ ra rằng việc nghệ sĩ cũng là một phần được nhà nước tin tưởng để động viên, kêu gọi và tuyên truyền đến người dân. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng còn nói thêm về việc từ thiện, khi miền Trung hay miền Tây gặp lũ lụt, hạn hán, ngập mặn, thì ai là người được chính phủ tin tưởng để sử dụng sức ảnh hưởng của họ để kêu gọi, tuyên truyền. Gọi cho những người như bạn à? Hay vẫn là nghệ sĩ? Mr. Đàm phê phán những con người chỉ biết đứng sau bàn phím và chỉ trích, hùa theo số đông mà không hề